Các bạn có biết sao không? Mỗi tuần á hả, Châu đều á hả phải vắt óc mà suy nghĩ nè. Điện thoại thì lục tung lên, các trang web thì sao qua sao lại để tìm cho ra được những cái album mới mà giới thiệu cho các bạn. Chứ không phải là muốn gọi điện thoại cho mấy anh chàng đẹp trai trong nhóm nhạc rocker để bắt đầu nói chuyện tâm tư tình cảm như rồi. Mình xồm này các tháng tư phải không? Mình xồm mấy năm đó là nó xạo đúng không? Và các bạn hiểu sao thì đúng. Các bạn có biết sao Minh Xuân nói vậy cũng có phần đúng. Tại vì đa số các anh chàng trong các nhóm nhạc rock thì rất là nam tính đúng không nè. Cho nên là chắc chắn là họ cũng rất là dễ thương, nói chuyện với họ cũng rất là vui. Châu thích nói chuyện với mấy ảnh thì có gì là sai chứ. Chừng nào mà Châu thích nói chuyện với Minh Xuân không thì mới có vấn đề. Nói chuyện với tôi mà có vấn đề là sao? Thì nói chuyện với Minh Xuân nhiều quá là có ý đồ với Minh Xuân. Thì bạn cũng có ý đồ với tôi trong Rock Avenue là còn gì. Đó là cả tháng tư thôi. Hết ngày hôm nay thì cũng vậy thôi. Thôi hết ngày hôm nay là hết rồi bạn ơi. Thôi đi quay trở lại đi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mang đến cho tất cả các bạn một nhóm nhạc nào tại Việt Nam đây. Các bạn có biết không à, hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một band nhạc metal. Có thể nói là một trong những ban nhạc kỳ cựu tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Họ được thành lập năm 2006 và họ đang chuẩn bị rầm rộ phát hành DVD là Rising From The Dark vào ngày 6 tháng 4 tới đây. Minh Tù là các bạn biết rồi. Mình biết cái gì? Biết nhóm nhạc này rồi. Thôi mà các bạn biết, nhưng mà nhiệm vụ của Minh Tù là phải tổng hợp lại cái thành tích của họ cho các bạn biết rõ hơn. Vậy là bây giờ mình giấu cái tên đúng không? Giấu cái tên đâu, đã nói là Black Infinity rồi mà. Trời ơi, cái gì vậy Minh Sầu? Rồi ok, Black Infinity tại đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện trong CD Planet Metal của tạp chí Anh Quốc. Wow, có nghĩa là rock của mình đã vươn tầm ra thế giới rồi đúng không? Đúng nào? Rồi. Bài nhạc này cũng nằm trong top 10 Asian Best Band do MTV tổ chức tại Malaysia. Đúng rồi các bạn, top 10 vào năm 2010 Asian Best Band do MTV tổ chức tại Malaysia. Rock Avenue thì được biết là cái DVD Rising From The Dark của nhóm rock Sài Thành Black Infinity sẽ được phát hành tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày thứ 6, ngày 6 tháng 4. Có nghĩa là ngay trong tuần này các bạn à. Sau ngày hôm nay nè, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là các fan sẽ được cầm trên tay cái DVD này rồi. Còn tại Hà Nội và các tỉnh thành khác trên toàn quốc thì các bạn sẽ được cầm muộn hơn một tí. Đó là vào ngày 13 tháng 4. Vì thế cho nên thông tin này quá hot phải không Minh Xù? Đúng rồi. Làm sao mà Minh Châu với Minh Xù lại có thể bỏ qua được? Cho nên đó là chúng mình sẽ kết nối với nhóm nhạc này để các bạn fan rock của Zone FM, là cụ thể là Rock Avenue, sẽ trở thành những người đầu tiên được nghe ca khúc mới trong DVD này đó. Nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy cùng để cho các bạn làm quen với những thành viên trong ban nhạc Black Infinity này trước đã. Và biết đâu được khi mà vừa nói chuyện xong rồi các bạn lại yêu thích hơn thì sao, đúng không nào? Trời ơi, Minh Xù cứ lo xa, đã nói là một trong những cái ban nhạc rock metal hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Việt Nam rồi, mình lo lắng gì biết nữa. Rồi ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nói máy với anh Nguyễn Tiến Hưng, vocal chính của nhóm nha. Vì nghe đâu anh ấy là người phát ngôn của nhóm. Đúng rồi, ai đồn vậy, Châu đồn đúng không? Châu đồn đó. Nào chúng ta hãy cùng kết nối với anh ấy nha. Hello anh Hưng ơi, đây có lẽ là lần đầu tiên các bạn Sooner được nghe giọng nói của anh, cho nên anh chào các bạn và tự giới thiệu nha. Hello, chào mọi người, mình là Hưng, là vocal chính của Black Infinity. Chào mừng các bạn đến với chương trình Sound FM. Nhưng mà lần này không phải là lần đầu tiên nghe giọng, mà như nghe cũng nhiều lần rồi. Ủa, hồi lúc nào? Có mấy lần Rockstorm, mấy cái lần thiệt vậy luôn á hả? Vậy là người quen cũ rồi. Người quen cũ mà sao không biết vậy ta? Nếu mà thôi nói chung là dù sao thì cũng là người quen cũ rồi đó Minh Xù à. Bây giờ mình sẽ làm hỏi kỹ hơn về cái DVD của anh đi, cho mắc cỡ quá, giả bộ nói vậy mà không được đúng rồi. Thôi đi, thông tin các anh ra DVD đã đang lan truyền với một cái tốc độ chóng mặt trên tất cả các diễn đàn luôn, các trang web rock Việt rần rần quá đi. Thế thì phản hồi của thính giả về sự kiện này như thế nào anh? Thì hiện giờ có nhiều người đã đặt trước, gọi điện thoại đặt trước DVD, tại sợ tới ngày đó thì sẽ không còn. Nhưng mà thật ra yên tâm, thì lần này phát hành rất là nhiều, thì Hưng nghĩ chắc ai cũng sẽ có được cái DVD Rising From The Dark. Với cái giá tiền bán ra thì tương đối cũng rất là rẻ, sinh viên cỡ, Hưng nghĩ chắc cỡ tầm 70 đến 80 ngàn. 70 đến 80 là 3 lít xăng rồi đó anh ơi. Châu này cứ quy ra là cứ gạo không à. Bây giờ hỏi anh thử coi anh ơi, đúng không? Phải đúng 70-80 ngàn là 3 lít xăng không? Nhưng mà nếu như vậy thì có không biết là như thế nào? Để anh nói đi. Rồi để anh nói đi. Alo. Nhưng mà thị trường bây giờ DVD thì thấy là bán từ 100 mấy
Nhưng mà ban nhạc quyết định bán dưới giá của sinh viên để cho mọi người để có thể mua được. Còn không thì ban nhạc sẽ upload cái DVD đó lên Mediafire hay là gì đó để cho mọi người có thể download nếu mọi người thích. Cho người nào mà không thích mua thì có thể download free cũng được. Ồ, ra là như vậy đó hả? Nhưng mà anh ơi em nói nghe nè, thực ra 70-80 ngàn các bạn sinh viên phải nhịn 4 dĩa cơm đó. Không giỡn với anh nữa. Anh ơi nói nghe nè, nhưng mà nếu mà can upload lên như vậy cho các bạn đau thoải mái như vậy thì có sợ lỗ không? Thì tiền không có quan trọng, chủ yếu là mọi người vui và have fun cái nhạc rock thôi. Thiệt không đó? Thiệt không? Không, cái này là thường trước giờ ra một cái single mới hay là một cái video clip mới thì ban nhạc thường upload lên free cho mọi người chia sẻ mọi người, chứ không không có bán hay là gì cả. Tại thời đại bây giờ thì việc download nhạc trên mạng thì cũng rất là phổ biến, ai cũng download. Kể cả Black Infinity cũng download nhạc free, thì bởi vậy mình chia sẻ nhạc lại với mọi người đó, một cái sự có qua có lại rồi, không có gì là đúng thôi, cái này thì em đồng ý với anh. Nhưng mà anh ơi em nghĩ là các anh chắc chắn là phải có những công việc khác đúng không, chứ đâu chỉ toàn tâm toàn ý cho âm nhạc đâu đúng không nè? Thì thật ra mọi người đều có một cái công việc riêng ở ngoài. Ví dụ như là Baby Tiger Vũ thì là hiện giờ là một giám đốc của một công ty kinh doanh. Còn Sơn Guitar thì là làm thiết kế, design chẳng hạn. Còn mấy hành vi khác thì cũng có mấy cái nghề tùm lum mình không có nhớ hết. Kiểu vậy đó. Như vậy thì chắc chắn là Minh Xuân nghĩ là các anh rất là bận rộn phải không nào? Nhưng mà làm sao mà có thể chu toàn được tất cả mọi việc hả anh? Thì thật ra cái chính ở đây là đam mê thôi. Nếu mà tất cả mọi người đều có đam mê thì sẽ làm được tất cả. Không có sao. Ghê. Như vậy là anh ấy rất là quyết tâm đúng không nào? Và các thành viên khác cũng vậy. Nhưng mà con đường nào mà chả có khó khăn phải không Minh Xuân? Đúng rồi. Mà các anh lại bận như vậy nữa. Người thì làm giám đốc, người làm thiết kế vân vân. Vậy thì làm sao mà các anh có thể hoàn tất được mọi việc? Quá trình làm DVD có khi nào bị gián đoạn không anh? Thật ra thì rất là cũng có những cái khó khăn. Đôi khi thì cái dự án DVD này cũng là 2 năm rồi. Thì ban nhạc có thời gian làm việc để cho ra DVD, và có thời gian cũng phải ngừng để cho live show và cho những cái công việc mưu sinh. Thì cũng không có dành hết thời gian cho cái DVD, và sau đó lại tiếp tục bắt tay để làm DVD. Và sau 2 năm thì cái sản phẩm đã hoàn thành. Và đôi khi trong quá trình thu âm, quay music video clip thì cũng có những cái sự cự cãi. Tại vì 6 cái người con trai mà cá tính đều gọi là rất là lộn xộn, rất là dễ xảy ra những cái sự xung đột. Nhưng mà mọi người đều giải quyết một cách ổn thỏa và mọi người coi nhau như là anh em. Cái chuyện cãi vã là chuyện bình thường. Đúng rồi, em nghĩ điều đó là chính xác. Bởi vì là có mâu thuẫn, có tranh cãi thì mới có được kết quả tốt như bây giờ đúng không anh? Đúng không ạ? Đúng rồi, tình yêu mà không cãi nhau cũng đâu có vui đúng không? Trời ơi, ảnh liên kết lẹ dễ sợ. Mà anh ơi, tụi em đọc được một cái bài phỏng vấn á, các anh trả lời á, thì cái bài đó ghi giới thiệu về các anh như thế này nè: có thể gọi DVD này là bước đột phá đầu tiên của rock Việt, bởi lẽ sự đầu tư kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. DVD gồm các phần documentary, interview, music videos hay là live videos. Những ai đã cầm trong tay DVD của các tên tuổi lớn trên thế giới sẽ không xa lạ với những chuyên mục này. Không biết anh Canh có thể nói rõ hơn một chút về các chuyên mục này được không? Thì thật ra nếu mà những người nào mà là fan rock thật sự thì sẽ luôn sưu tầm và mua những cái DVD rock của những cái ban nhạc rock quốc tế. Thì họ luôn có những cái phần như documentary, music video clip, interview, behind the scenes gì đó. Thì cái DVD của Black Infinity lần này thì dựa trên cái concept của nước ngoài để làm. Thì thật ra là cũng là một cái DVD đầu tiên ở Việt Nam của rock Việt làm trên cái concept đó. Thì đối với những rock fan thì đó không có gì là lạ. Vậy thì các anh có hài lòng với những gì mà mình đã làm trong cái DVD này không? Thì đối với ban nhạc thì ban nhạc cũng khá hài lòng với cái DVD này. Thì thực hiện trong thời gian dài 2 năm, giống như đúc kết lại những cái kỷ niệm, những cái music video clip, những cái khoảnh khắc trong những cái tour diễn đều được ban nhạc quay lại và làm lại thành một cái đoạn phim tài liệu. Và có những cái quá trình hình thành ban nhạc như thế nào thì ban nhạc cũng chia sẻ trong cái đoạn phim tài liệu đó. Và để cho mọi người có thể coi và hiểu thêm về rock Việt, những cái bước thăng trầm hình thành như thế nào. Vậy anh ơi, có cái ngoài âm nhạc ra thì trong cái các phần còn lại có cái gì mà các anh tự tin là sẽ thu hút các bạn khán thính giả không? Những cái chuyện bên này. Ồ, chuyện gì vậy ta?
Kim bên lề á hả? Bật mí đi. Để tới ngày đó mua đĩa coi thì sẽ biết thôi. Ôi bật mí đi mà. Trời khó dễ sợ ha, dù hoài mà không chịu nói. Ghét ghê vậy đó. Thôi anh ơi, thôi bây giờ coi như anh không chịu bật mí mấy cái chuyện đó thì em đợi em mua đĩa thì em coi. Nhưng mà các anh có một cái hoạt động nào đó để mà quảng bá cho DVD không? Anh chia sẻ đi. Thì sắp tới trong tháng 4 thì ban nhạc sẽ có một cái live show ở Harrop Cafe. Dạ. Để quảng bá cho cái DVD này. Và sẽ có sự tham gia khách mời của hai ban nhạc nữa là Parasite với Anna Broad. Em có đọc được trên một bài báo là Black Infinity là ban nhạc metal hàng đầu tại Việt Nam. Anh nghĩ sao về nhận định này? Thì thường báo chí thì họ có việc nói của họ thì mình cũng không có biết được. Nhưng mà nhìn có vẻ thì cũng vui. Ồ, thì không. Thực ra thì cũng có rất nhiều ban nhạc hay mà đầu tư kỹ lưỡng. Không có thể nói mình là hàng đầu được. Yeah. Sao anh Hưng nói chuyện nghe khiêm tốn. Ờ, khiêm tốn. Không, Hưng không có khiêm tốn, Hưng nói sự thật thôi. Cái này là quá khiêm tốn. Rồi, nếu bây giờ phải chọn một bài để giới thiệu cho thính giả thì anh chọn ra khúc nào? Thật ra trong DVD này là có một cái soundtrack dành cho riêng cho DVD này thì nhưng mà cái bài đó thì lại không có mặt trong DVD. Nhưng mà trên cái DVD cover á, thì có một cái QR code. Nếu mà bạn nào dùng cái smartphone hay là iPhone á, các bạn có thể scan cái QR code đó vô cái điện thoại của bạn và cái điện thoại đó có thể tự động link vào cái bài nhạc của Black Infinity và các bạn có thể xem và nghe cái bài đó trên điện thoại của chính mình. Ôi, Châu và Minh Sù đều có smartphone nè, tụi em làm được không? Em có thể làm cái điều đó, nhưng mà em phải bắt internet để em có thể scan cái đó và tự động cái đó nó sẽ link vô cái bài nhạc. Em có thể nghe. Thì bài đó là bài Ride of the Black Star. Thì chắc là nhờ em giới thiệu đến các bạn qua chương trình cho các em hả? Dạ, chắc chắn là tụi em sẽ giới thiệu rồi. Nhưng mà anh ơi, các bạn có thể lấy code ở chỗ nào khác không hay là phải mua DVD mới có code? Thì phải mua cái đĩa mới có cái code đó. Chính xác rồi. Rồi mình sẽ hỏi thì hỏi giờ hỏi đi. Vậy thì anh có thể nói thêm về cái bài hát này được không ạ? Bài hát này thì do Hưng và em trai của Hưng sáng tác. Thì em trai Hưng là hiện giờ là guitarist của Black Infinity luôn. Và cái bài này thì là Tiger Nguyễn Cọp, còn hay gọi là Cọp. Thì bài này nó cũng giống như là nói về cái quá trình hình thành của ban nhạc thôi, giống như cái sự phát triển, cái sự qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cái bức tranh cọp để vươn lên từ bóng tối. Ví dụ thì có một tên là Ride of the Black Star. Em hiểu rồi. Vậy thì tụi em sẽ mời các bạn thính giả nghe ca khúc này. Và mai mốt mà nếu các anh có bài hát mới thì các anh phải nhớ ưu tiên cho các bạn Zoner của tụi em nha. Ok. Trời ơi, sao yếu vậy anh? Anh nói cái gì chắc chắn đi. Nữa, chắc nữa. Nói gì đi anh. Rồi, cảm ơn em. Đó. Rồi, chào các bạn đi anh. Chào mọi người. Trời, chào tạm biệt anh Hưng nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc được trích ra từ album của nhóm nhạc Black Infinity, DVD mới sắp phát hành vào ngày 6 tháng 4 của họ. Đó là DVD Rising from the Dark.
đó là ca khúc Rise of the Black Star trích từ DVD sắp lên kệ vào ngày 6 tháng 4 của các anh chàng Black Infinity.